Vâng, xin kính chào toàn thể quý bạn và các vị. Chúng ta đang cùng quay trở lại với chuỗi video chia sẻ kiến thức nông nghiệp miễn phí được phát trên kênh YouTube của nông nghiệp 365ngay.com. Và ý tưởng chính để chúng tôi biên tập những chuỗi video này là xuất phát từ những khúc mắc mà chúng ta gặp phải trong lĩnh vực nông nghiệp, và bản thân chúng tôi sẽ đi thực hiện những video một cách sinh động để chia sẻ về những cái kiến thức, về những cách làm, mô hình thành công đã được kiểm chứng đúc kết từ kinh nghiệm của những người đi trước. Và thông qua những video này, chúng tôi mong muốn là chia sẻ đến cho các bạn những cái nguồn cảm hứng, những nguồn kiến thức một cách cặn kẽ chi tiết, cũng như là nơi để các bạn có tư liệu tham khảo, học hỏi và chia sẻ cùng nhau. Và cái ý tưởng chính của video ngày hôm nay là xuất phát từ cái đợt chúng ta chuẩn bị bón phân cho cây cà phê vào đợt cuối cùng. Các bạn biết là chúng ta đang ở giai đoạn tháng 9 trong năm, hầu hết ở Tây Nguyên thì bà con chúng ta đang chuẩn bị bón đợt phân cuối cùng để cho vườn cà phê của chúng ta đạt năng suất cao và có thể duy trì được sự sinh trưởng sau thu hoạch, có nghĩa là cây không bị kiệt sau thu hoạch, tránh được cái hiện trạng năm nay được mùa, năm sau lại mất mùa. Như vậy thì vấn đề chúng ta cần quan tâm ở đây là gì? Đó là loại phân bón nào và cơ sở khoa học để bón phân cho cây cà phê trong giai đoạn này là gì, làm sao đó để chúng ta nắm được cái kiến thức này và chúng ta bón phân hiệu quả nhất. Và bản thân chúng tôi cũng đang rất là quan tâm đến cái vấn đề này. Vậy thì tại sao chúng tôi lại không thực hiện một cái video để chia sẻ cùng tất cả các bạn một cách cặn kẽ và chi tiết, cũng như là tạo ra một cái nơi để cho các bạn có thể chia sẻ, giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Và trong cái video này, chúng tôi cam kết là sẽ nói về các bạn làm sao để cho các bạn hiểu được là cơ sở của việc bón phân là như thế nào, và chúng tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn một số loại phân bón mà chúng ta có thể sử dụng bón cho cây cà phê trong giai đoạn này. Và nếu đây cũng là vấn đề mà các bạn đang hết sức là quan tâm, khúc mắc, thì hãy cùng chúng tôi xem chậm thật kỹ video này các bạn nhé. Vâng, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn cùng quay trở lại. Đây là video chia sẻ kiến thức nông nghiệp miễn phí được phát trên kênh YouTube của Nông nghiệp 365 ngày, đúng vào lúc 8 giờ mỗi tối thứ Bảy hàng tuần. Hãy vào YouTube để xem video mới nhất của chúng tôi các bạn nhé, và đừng quên nhấn vào nút đăng ký để theo dõi nhiều video hơn. Quay trở lại với nội dung chính trong video ngày hôm nay, đó chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời cho cái vấn đề đó là làm sao để bón phân cho cây cà phê vào lần bón cuối cùng này, sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Vậy thì các bạn cần phải hiểu được cái vấn đề đó là hiệu quả là gì. Ở đây chúng ta sẽ nói về hai cái vấn đề, đó là về năng suất và về vấn đề cây sau thu hoạch. Thì thứ nhất, hiệu quả ở đây là chúng ta cần phải hiểu là năng suất chúng ta phải cao, đó, đúng không? 1 hecta mà 5-6 tấn thì khi mà bán thì chúng ta sẽ gia tăng được cái lợi nhuận của chúng ta mặc dù giá cả thấp. Và tôi hiểu rằng đây cũng là mơ ước của rất nhiều người. Cái hiệu quả thứ hai là vườn cây của chúng ta không suy sau khi chúng ta thu hoạch. Các bạn cứ tưởng tượng là một vườn cây sau khi thu hoạch mà chỉ còn lại cành thì chắc chắn là chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng năm được năm mất, đúng không? Như vậy thì vô tình sẽ làm cho cái mơ ước của chúng ta thành thất bại hoàn toàn, đúng không? Nếu mà năm nay được năm sau mất thì chắc chắn là chúng ta sẽ giảm lợi nhuận rồi. Vậy thì hẳn là các bạn vẫn còn nhớ chúng tôi đã đưa ra cung cấp cho các bạn một cái bảng về lượng phân bón vô cơ cho cà phê trong một chu kỳ bón trong một năm. Đó là đối với vườn cà phê năng suất 3,5 đến 4 tấn thì bao gồm 4 loại phân SA, ure, lân và kali. Và tương ứng với chu kỳ đó thì sẽ có 4 lần bón trong một năm và tương đương là số kg trên một ha trên một lần bón. Và ở đây thì tự thế tôi sẽ ghi theo là 1, 2, 3, 4. Các bạn cứ theo dõi thật kỹ, ở đây là chúng ta sẽ nắm được. Ở lần bón đầu tiên chúng ta sẽ chỉ bón 2 loại phân, đó là SA và kali chlorua. SA là 200 tức là 2 tạ và kali là 50 kg. Và lần bón thứ hai không có SA, có 180 kg ure và 350 kg lân và 120 kg kali. Đấy, các bạn cứ theo dõi. Và ở đây thì chúng ta sẽ chỉ cần quan tâm đến lần bón cuối cùng đây, đó là ở lượt thứ tư này sẽ có 160 UV và 170 kali chlorua. Thì tương ứng với 4 lần bón này chúng ta sẽ chia làm, tương ứng với chu kỳ thì chúng ta sẽ chia làm 4 lần bón. Thì các bạn sẽ bón như sau: lần đầu tiên là vào đợt tiếng nước lần thứ hai, và lần thứ hai là đầu mùa tháng 5 thứ 6, lần thứ ba là vào dưới mùa mưa tháng 7 tháng 8 và lần cuối cùng là cuối mùa mưa tháng 9 tháng 10. Vậy thì trong cái lần bón cuối cùng này chúng ta đang ở tháng 9 tháng 10 và lượng phân bón lợn chúng ta dùng sẽ là chỉ có đạm và kali. Như vậy thì cái cơ sở khoa học của việc bón phân này là gì? Và làm sao để chúng ta biết được tại sao chúng ta lại bón cái loại phân này chủ yếu là đạm và kali mà không có lân? Thì đây cũng là cái vấn đề mà rất là nhiều người đang quan tâm. Hẳn là các bạn vẫn còn nhớ là chúng tôi đã chia sẻ cùng các bạn một cái video về cách làm sao để xác định lượng phân phối trộn một cách chính xác. Thì trong video này tôi đã giới thiệu một cách chi tiết đầy đủ dựa vào 3 cái vấn đề chính, đó là đối tượng cây trồng cũng như là giai đoạn sinh trưởng của cây và vai trò của từng nguyên tố. Dựa vào 3 cái vấn đề này chúng ta sẽ đưa ra được cái công thức phối trộn một cách hiệu quả nhất. Như vậy thì đối với cái vấn đề cơ sở khoa học chúng ta có thể lý giải như sau. Thì trong giai đoạn này chúng ta chủ yếu bón đạm với kali. Thì thứ nhất chúng ta sẽ dựa vào 2 cái vấn đề, đó là vai trò của đạm và kali cũng như là giai đoạn sinh trưởng của cây trong giai đoạn hiện tại. Thì các bạn biết là vai trò của đạm là giúp cho cây sinh trưởng mạnh về thân, chồi, lá. Thì một khi mà lá cây sinh trưởng tốt, lá to dày thì cây quang hợp tốt, và đó cũng là điều kiện tiên quyết cây kháng sâu bệnh và quyết định đến năng suất của cây trồng. Và vai trò của kali là kali giúp cây chống lại điều kiện bất lợi của thời tiết như là hạn, rét, úng và làm cứng cây, giúp cây kháng bệnh hại. Các bạn biết là nếu như mà chỉ bón đạm thì tế bào xốp sẽ dễ làm cho cây dễ bị nhiễm các bệnh. Và một cái vai trò hết sức quan trọng là giai đoạn này quả của cây cà phê đã đạt đến kích thước tối đa, và quả trong cái giai đoạn này sẽ tích lũy chất khô trong hạt một cách tối đa khi mà chúng ta cung cấp kali trong cái giai đoạn này. Như vậy thì nếu như cây sinh trưởng tốt, phát triển mạnh thì lá chắc chắn sẽ to, mà lá to thì cây sẽ quang hợp tốt và cây chống chịu tốt với điều kiện bất lợi của thời tiết cũng như là nấm bệnh và tích lũy chất khô tốt. Thì một điều đương nhiên đó là năng suất cao và cây không suy sau thu hoạch, và đây cũng là điều mà mong muốn của tất cả mọi người trồng cà phê chúng ta. Như vậy thì tôi và các bạn đã cùng nhau lý giải một phần nào đó về cái cơ sở khoa học, dĩ nhiên là theo cái kinh nghiệm của tôi. Rồi bây giờ chúng ta cùng sang cái phần thứ hai, đó chính là sử dụng phân bón để bón trong cái giai đoạn này. Thì trường hợp đầu tiên chúng ta cùng nhau phân tích tìm hiểu, đó chính là chúng ta sẽ dùng phân bón phân đơn trộn. Thì các bạn nhớ trong cái bảng hồi nãy là có 160 kg đạm ure và 170 kg kali clorua. Như vậy số kg ure thương phẩm cần mua là 160, tức là 1 tạ 6, và kali clorua thương phẩm cần mua là 1 tạ 7. Và trong cái trường hợp này các bạn nhớ cộng với TE và có thể trộn thêm humic để phân đạt hiệu quả sử dụng cao nhất. Thì mục đích chúng ta bổ sung TE là bổ sung chung vi lượng trường hợp cây có thể bị thiếu nếu như mà chúng ta bón không đầy đủ. Thì cái này thì tùy thuộc vào sức sinh trưởng của cây, với lại cái TE thì cây cần rất ít cho nên là bản thân mình cũng không đề xuất được cái số lượng cụ thể. Còn khi chúng ta bón humic thì sẽ làm tăng khả năng hấp thụ của cây. Và bây giờ trường hợp thứ hai đó là dùng NPK trên thị trường để bón. Thì các bạn nên chọn các loại phân có hàm lượng đạm và kali cao và lân thấp thôi, ví dụ như là 16, 16, 8 TE, 19, 9, 19 TE và 15, 5 TE vân vân. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này. Trên đây là một số ý kiến của chúng tôi. Còn các bạn thì sao? Đừng quên để lại bình luận dưới comment dưới video này nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 8 giờ tối thứ 7 tuần sau. Xin chào và quyết thắng.